cũng nghe rất nhiều YouTube của thầy và sau khi nghe cũng sâu chuỗi lại để có một cái kiến thức. Và hồi Tết này con làm kế hoạch cá nhân thì cũng đặt vào cái lịch của mình là từ 7 đến 10 ngày sẽ tham gia cái trung tâm huấn luyện thiền của năm nay. Thì cũng xin thầy có một cái dự kiến là khoảng thời gian nào thì thầy có thể có mở một cái khóa ở Việt Nam để con có cái cơ hội để tham gia được trực tiếp học cùng thầy và cùng đoàn thể. Xin cảm ơn. Đây là câu hỏi đau lòng nhất. Giờ vẫn còn tu bụi. Thật ra cô không đến nỗi bi đát như vậy. Là hiện tại là sư cùng với một số các anh chị đang tiến hành xây dựng một trung tâm thiền ở Bình Dương, gần ở đây thôi. Còn bao lâu thì chưa biết, chắc chắn quý vị sẽ được biết tin khi mà nó đã xong rồi. Xin mời câu hỏi khác. Dạ, đi ra Phật, con kính chào thầy ạ. Dạ thầy, con cũng con tự tập thiền cũng 10 năm rồi. Gần đây thì con nghe pháp của thầy, con tự quán tâm. Thì vừa rồi cũng có một số chuyện đó thầy, nó xảy ra thì nó mất ra một quán tâm, con thấy không thấy tim con đau đau kinh khủng. Rồi con quán hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần thì con thấy nó giảm đi từ từ giống như thầy nói. Nhưng mà thưa thầy, con hỏi tại vì khi con quán lần thứ 10 á thì là con thấy nó không còn đau nữa, nhưng mà cái chuyện đó thì nó vẫn xuất hiện trong đầu con. Như vậy thì con hỏi là con cần quán thêm cái vấn đề đó không thầy? Khi bạn đang nói chuyện với sư, bạn có quán tâm không? Dạ có. Thấy đang hồi hộp quá. Tại vì con rất vui, tại vì lúc trước giờ là con nghe pháp của thầy rất là nhiều. Không ghi... sao, mình hồi hộp thì mình cứ ghi nhận là mình đang hồi hộp. Dạ, cũng có chút xíu. Dạ. Chứ không thể nào mà đang hồi hộp mà ráng không hồi hộp được. Nhưng mà khi mà mình quan sát vào sự hồi hộp đó thì nó sẽ lắng dịu xuống. Sẵn đây thì sư chỉ luôn cái bài thực tập là tại vì mình chú ý vào đối tượng kia quá là sư đó. Mình chú ý vào cái đối tượng đó quá, mình quan trọng họ quá, cho nên mình đánh mất cái sự vững chãi ở bên trong. Còn khi nào mình thấy ông sư bình điện cũng giống như cục gỗ thôi, hay là một người bình thường thôi, đừng có đề cao quá đó. Nghĩa là mình đang giữ được cái phần hồn của mình, mình đang rất là vững chãi. Mình ưu tiên cho hơi thở, ưu tiên cho sự thả lỏng, ưu tiên cho chánh niệm. Còn các đối tượng là phần phụ thôi. Thì sự thực tập mình đã bắt đầu khá rồi đó. Tức là khá tới mức là dù đối tượng bên kia là thánh đi chăng nữa thì nó vẫn là nhỏ hơn cái Phật ở trong lòng của mình. Vì vậy cho nên mỗi ngày mình phải chú ý thêm cái cách mình đang tiếp xử với một đối tượng á, để mình dành mọi ưu tiên cho mình nhiều hơn. Dù đối tượng đó như thế nào thì sự bình tĩnh, sự thư thái vẫn là quan trọng nhất. Sẵn đây thì sư chỉ luôn. Còn khi mà mình quan sát những cái đau của mình, mình không thể nào đếm 3 lần hay là 10 lần được. Có những đối tượng nó nặng lắm, nhất là trong lòng mình có vết thương, mà cái đối tượng đó chính là đối tượng đem lại cái vết thương ấy cho mình, hoặc là đối tượng đó chạm vào vết thương của mình, thì cái đau đó không phải là cái đau bình thường. Thì chúng ta không thể dùng con số để xác định là bao nhiêu lần mình quán mới xong mà cho cái tình trạng đó. Mà đôi khi mình phải quán quan sát nó nhiều ngày trở lên đó, thì cái độ khổ niệm đau nó mới tan biến được. Cái này nó tùy thuộc vào cái công phu của mình tại thời điểm đó. Nếu chánh niệm của mình lúc đó mạnh mà cái vết thương nó ít đó, thì mình quan sát chừng vài lần hoặc là vài phút là nó tan biến đi. Còn nếu chánh niệm của mình lúc đó nó không đủ mạnh mà đối tượng gây tổn thương cho mình á, thì quá lớn, cái sự kiện xảy ra quá tồi tệ, thì dĩ nhiên là sự quan sát của mình sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thành ra không trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Ngay cả khi cũng là đứa con của bạn, ví dụ, nó cũng nghịch phá như vậy, nhưng mà có những lúc bạn quan sát tâm của bạn rất là dễ dàng, nhưng mà có lúc rất là khó khăn. Cũng là đối tượng đó,
À, vậy thì vấn đề không phải là tại đối tượng, vấn đề là tại vì cái năng lực tu tập của chúng ta ở mỗi thời điểm là khác nhau, cho nên chúng ta phải ghi nhận điều đó. Nhưng mà cũng không sao, bạn cứ ghi nhận là tại thời điểm này mình phản ứng hơi tệ, mình quan sát hơi chậm, mình nhận diện phiền não hơi chậm, và mình đã phản ứng ra bên ngoài lời nói và hành động luôn rồi đó. Nhưng mà thôi, mình đã nhận diện được là cũng may lắm rồi, và tiếp tục quay về nhận diện đến khi nào không còn nhận diện, không còn quan sát được nữa thì thôi. Hoặc là bạn lỡ bận quá thì thôi, đành phải gác cái chuyện quan sát tâm trở lại. Dạ, Di Đà Phật, cái này là có tới khi con quán tới đối tượng đó rồi là con không thấy cái gì nữa, là con không còn thấy buồn, không còn thấy một vấn đề nào nữa thầy, thì là con, ý là con hỏi thầy là như thế thì con có cần quán nữa không ạ? À? Quán chi nữa? Thì con thấy là mình phải hiểu mục đích của cái sự quan sát tâm là gì, là để cho phiền não không chế ngự, để cho sự yên bình, sự thảnh thơi nó xuất hiện. Mà phiền não đã đi rồi thì có gì nữa đâu mà quán. Tuy nhiên là vẫn quan sát tâm đang không có phiền não. Ghi nhận điều đó. Cảm ơn. Xin thưa thầy, trong những cái lúc mà con ngồi tĩnh tâm thì con biết như thế nào để mà điều khiển được cái sự mà vọng tưởng trong tâm của con. Nhưng mà trong những cách mà đi đứng làm ngồi thì tâm con thường xuyên vô khí, và có những cái vọng tưởng cũng không làm chủ được. Nhưng sau khi một cái thời gian con coi trên những cái mạng của thầy thì con chặt chẽ hơn, và con dùng những cái hơi thở ra vào, thì từ đó cái tâm con nó được chánh niệm hơn. Nhưng một cái thời gian sau thì con làm, thì nói chung là cái vô ký thì nó thường xuyên, nếu con không có quay về với hơi thở thì sau này thì con thấy có một cái sự an lạc trong tâm nếu con quay về hơi thở. Nhưng mà mấy lúc gần đây tự nhiên trong tâm con nó nổi lên một cái niệm, thì tự trong cái vọng tưởng của con nói rằng nếu mình còn sống đây thì còn lệ thuộc ở thân, thì còn có hơi thở để mà tu. Nhưng mà nếu mất thân rồi, không còn hơi thở, thì làm sao có trách nhiệm đây? Xin thưa thầy giải thích cho con nguyên hình tự động đó, cái xuất hiện mà những hình đây con cũng không biết như thế nào. Con xin cảm ơn. Cô lặp lại câu hỏi là nếu mình còn thân này, dạ, thì còn hơi thở để mà tu, dạ, còn mất thân này không còn hơi thở thì lấy gì mà tu hả? Dạ. Thì đâu cần tu nữa. Phan, cô còn đứng đó. Nói như vậy chứ nhiều người cũng còn ấm ức lắm. Thật ra đây là câu hỏi rất là lớn, đề tài rất là lớn. Cái gì sau khi chết chẳng hạn, dạ, sau khi chết chúng ta sẽ như thế nào? Chắc là hôm nào mình sẽ tổ chức một buổi pháp hội nữa, dạ, nói về đề tài này. Tuy nhiên là ngang qua đây thì sư chỉ trả lời với cô á, là chúng ta chỉ tính giây phút hiện tại thôi, dạ, và hiện tại chúng ta như thế nào thì tương lai sẽ đồng tính chất như thế ấy. Lo cái nhân thì cái quả nó sẽ đi theo như vậy, không cần quan trọng cái quả nó sẽ như thế nào, dạ. Vậy thì trong giây phút hiện tại, nếu mình giữ được sự tỉnh giác liên tục, chánh niệm liên tục, phát khởi tâm lành, nói lời lành, hành động lành, thì cái quả nó sẽ lành. Và ngược lại, nếu mà mình sống thường trực trong phiền não, trong thất niệm, rồi lời nói, hành động theo năng lượng bất thiện, thì dĩ nhiên kết quả nó sẽ xấu tệ. Vậy cho nên cái mình chỉ có thể nắm bắt được là giây phút này thôi. Cho nên hãy sống trọn vẹn với giây phút này, làm tốt nhất có thể trong giây phút này. Còn chuyện gì xảy ra trong tương lai đừng quan tâm. Và Đức Phật cũng đã từng nói rằng là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quán chiếu phút giây này, tuệ giác chính là đây. Chúng ta chỉ có thể đạt được tuệ giác cũng giây phút này thôi, không thể đạt được tuệ giác bởi tương lai được. Tuệ giác có thể đến bất cứ lúc nào nếu chúng ta nắm chắc hiện tại, sống 100% với hiện tại, không mãi mãi nghĩ tới quá khứ và tương lai, thì tuệ giác mà còn nắm được huống chi mà vượt thoát được phiền não. Tuệ giác là thứ lớn hơn phiền não rất nhiều, và thật ra thì sau khi thoát được phiền não thì chúng ta sẽ có được tuệ giác. Tất cả chỉ có thể xảy ra trong hiện tại thôi, thành ra tập trung lo cái hiện tại thôi. Cảm ơn cô. Xin mời bạn ngồi giữa, bạn cứ đứng lên.
nay thấy đại chúng đông mà ngồi ngoài sân, tôi nhớ gánh hát cái dưới quê quá. Dạ, kính thưa sư, con là một người không có biết gì về Phật pháp cho đến khi con được đọc quyển Hiểu Về Trái Tim của sư. Trước khi con đọc quyển đó là một lần con đi công tác về, thì trên xe thì người tài xế bật cái DVD có cái bài ghi âm về cái quyển sách đó của sư và con bắt đầu tìm hiểu. Thì con bắt đầu nghe, rồi con đọc về sách của sư, con tìm hiểu và tìm gặp đến một số bạn bè của Phật giáo Nam Tông để con có thể học hỏi thêm kiến thức. Thì con bắt đầu luyện tập thiền ở mức cơ bản giống như những gì sư nói, tìm nơi nương náu ở thân và hơi thở. Thì con có những kinh nghiệm là khi con chạy xe thì con quan sát được cơ thể của con dần thì nhận được nó nhiều hơn. Ví dụ khi con đang chạy xe thì con có cảm nhận được trán, mũi hay là những cái mặt tập ở trong cái thanh quản của con, và cái cảm giác nó từ từ nó đi xuống. Thì con cũng không có biết chia sẻ cái kinh nghiệm đó với ai và như thế nào. Thì con cũng ngồi để tập trung vào hơi thở. Thì có khi con cảm nhận là con thấy hơi thở của con, cảm nhận hơi thở tự nhiên á, nó chậm, con thấy nó chậm, nó vi tế lại, nó rất là chậm. Thì con hơi sợ. Thì hôm nay con hỏi sư là nó có vấn đề gì hay không, hoặc là con đang có bị vấn đề gì hay không, rồi con có thể tìm gặp một cái nhóm thiền nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh, tại vì con đang ở Gò Vấp, thì con có thể đến một nhóm thiền nào đó để con có thể được học hỏi và phát triển hơn được hay không. Con cảm ơn sư. Cảm ơn con. Con cứ đứng yên đó. Tức là bình thường thì hơi thở con không có chậm, nhưng mà khi mà con bắt đầu quan sát, tuy là con cảm nhận đó là hơi thở tự nhiên, nhưng mà thấy nó chậm đi, phải không? Thì như vậy là nó có phần điều khiển trong đó rồi đó. Thường thì hơi thở mình nó cứ đi theo tốc độ tự nhiên thôi, và khi mình có quan sát hay không quan sát thì nó vẫn đi theo tiến trình như vậy. Chỉ có điều là khi mình ngồi yên xuống á, thì nó sẽ chậm hơn phía trước khi mình chạy lăng xăng một chút xíu. Dạ, tại vì con là người làm rất là nhanh, thì con chạy lăng xăng cả ngày nên con thấy lúc nào con cũng nhanh hết. Thì lúc đó con thấy mình rất là chậm. Vậy thì cái chậm này có thể là nó diễn ra theo cái sự quan sát thành công của con. Tuy nhiên là con cảm nhận nó thoải mái, nó dễ chịu, nó an tĩnh, hay là nó khó thở, nó hỗn hển? Dạ, dễ chịu. Như vậy là con đã bắt được hơi thở tự nhiên. Dạ, rất là dễ chịu. Như vậy thì không sao hết, vẫn cứ tiếp tục. Còn cái nhóm thiền, có rất nhiều nhóm thiền. Nếu mà muốn nhóm thiền mà sư giới thiệu thì có các anh chị của Thiền Thân Hương Đất. Con cố gắng một lát nữa gặp các anh chị có cái hàng chữ ở trên áo. Hàng chữ gì cũng không biết nữa. Search in into yourself hay là có gì đâu mà giận gì đó. Các anh chị mặc áo màu xám nâu á, thì các anh chị đó là nhóm của Thiền Thân Hương Đất. Con có thể đến sinh hoạt chung với các anh chị. Dạ, rồi cái con hay cảm nhận được những cái thân thể con như vậy thì có phải là cái gì bất thường không? Không, không gì bất thường hết. Dạ, dạ, con cảm ơn. Cảm ơn con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Hương từ Hà Nội vào, và con thường xuyên nghe các bạn của thầy trên YouTube và cũng chia sẻ với các bạn cùng nhóm. Thế là cách đây 3 tuần thì con có gửi email cho thầy và con muốn xin được tham vấn. Và duyên lành hôm nay thì con lại có mặt ở đây cùng với một số chị em bạn hữu. Và con rất là mong muốn mạo muội đề xuất là xin thầy dành cho chị em chúng con từ Hà Nội vào khoảng 10 phút. Và con cũng có những điều mà muốn được hỏi với thầy. Từ Hà Nội vào đây để nghe pháp thoại hả? Dạ. Ôi trời, duyên lành ạ. Dạ. Và không phải chỉ một mình con mà còn có 5-7 người bạn nữa từ Hà Nội vào. Và con cảm thấy rất là biết ơn. Và con xin phép thầy cho được gặp riêng khoảng cuối giờ, khoảng 10 phút với tất cả các chị em. Rồi, được chị. Dạ. Lát chị ở bên ngoài đi rồi dạ. Sẽ gặp. Bạch sư, tại vì con cũng có học thiền đó sư. Nhưng mà mỗi khi hành thiền con thường hay bị không tâm và bị không cầm. Con muốn nhờ sư là một thiền sư có thể hướng dẫn cho con diệt khỏi cái đó, hoặc là giảm bớt cái không tâm và cái không cầm. Bạn có dự qua khóa thiền nào chưa? Dạ, con thường học hành thiền ở chùa Vũ Quang, cái cô Liên Nhu. Mà là xảy ra trong một ngày hay là? Dạ, hầu như là thường bị
Không, à, bạn hành thiền có trải qua một khóa nào dài 7 ngày hay là 10 ngày chưa? Dạ không, cứ thường chủ nhật thì cô dạy ở đây không? Vậy chắc là bạn nên cho mình một cái cơ hội để tăng tốc. À, thì khi bạn đến một cái khóa 7 ngày, 10 ngày đó, cái quyết tâm bạn nó sẽ khác. Còn nhiều khi mình hành thiền một cái nơi nó quá quen á, hoặc là thời gian nó quá ít á, thì mình hay lặp đi lặp lại cái thói quen trước đây của mình không có thoát ra được. Từ khi mình đến một không gian mới và thời khóa nghiêm ngặt và đại chúng rất là đông ở đó, buộc mình phải hành thiền liên tục á, thì có thể mình sẽ thoát được cái tình trạng cũ của mình. Tuy nhiên là ngang qua đây thì nếu vị nào có cùng cái tình trạng của bạn thì sư cũng xin giải thích luôn tại sao chúng ta bị hai cái trạng thái. Một được gọi là trạo cử, tức là phóng tâm, cái tâm nó nhảy đi liên tục. Hai gọi là hôn trầm, tức là trạng thái giật giờ chìm vào buồn ngủ. Thì trạo cử là cái tâm phóng dật, cái tâm nó nhảy đi liên tục, thì là tại vì chúng ta ít có hướng nội, chúng ta hướng ngoại nhiều. Những người mà sở hữu cái tâm đầy lo lắng và đầy sợ hãi đó, thì cái tâm nó phóng đi nhiều hơn người bình thường. Kể cả mọi việc đã được giải quyết xong rồi mà chúng ta vẫn cứ lo lắng đủ điều, cho nên tâm chúng ta cứ như vậy mà nó phóng đi, gọi là cái người không yên tâm. Mọi việc đã ổn rồi mà vẫn chưa yên tâm, thì điều đó có nghĩa là tâm chúng ta đặt ở bên ngoài khá nhiều. Vì vậy cái tần suất quay vào bên trong cần được thực hiện nhiều lần ở trong ngày, hoặc là nhiều lần ở trong tuần. Thậm chí là một ngày bạn phải dành ra ít nhất là một giờ đồng hồ để mà dành cho bản thân mình, mà đừng suy nghĩ gì khác. Sống trong một trạng thái không suy nghĩ mà chỉ có sự cảm nhận thôi. Mà điều này bạn chỉ có thể làm tốt khi bạn tham dự xong một khóa thiền, bạn mới biết làm thế nào. Hoặc là trong tuần bạn dành hẳn ra khoảng nửa buổi hoặc là một ngày để dành cho bản thân mình mà không để ý gì tới những chuyện xung quanh. Nhìn bạn cũng có vẻ như là bạn là người đa đoan á, lo cho nhiều người nhiều thứ lắm phải không? Vậy cho nên là tâm mình làm sao mà nó ổn được, mà muốn lo cho mọi người, nhất là người thân của mình một cách có chất lượng, có phẩm chất á, thì người mình nó phải có phẩm chất, phải có chất lượng, phải có bình an, phải có niềm vui hạnh phúc, thì những gì mình làm ra nó cũng mang những cái năng lượng đó. Vậy cho nên đừng có tiếc bỏ ra nửa ngày trong tuần hay là một ngày trong tuần để bồi dưỡng tâm hồn của mình, cho phép mình một cơ hội là sống an trú trong hiện tại, không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ tương lai. Mà bạn phải kiên quyết lắm thì bạn mới có thể thực tập được, chứ bằng không là vào cái thời gian mà bạn đã quy định nửa buổi hay là một ngày đó thì bạn cũng tiếp tục suy nghĩ, cái tâm trạo cử nó vẫn cứ phát triển. Cho nên bạn cần nương tựa vào đoàn thể là vì vậy. Đến một đoàn thể lớn và ai cũng thực tập miên mật, và năng lực của đại chúng khiến bạn dễ dàng an trú trên đề mục hay là trên các đối tượng mà bạn đã chọn, an trú trong hiện tại. Còn đối trị với tâm phóng dật, xin lỗi, tâm hôn trầm á, tâm buồn ngủ giật giờ, khi mình ngồi thiền mình buồn ngủ á, một á là do mình ngồi thiền cạnh cái giờ ăn, sau giờ ăn quá gần, thường mình nên cách khoảng 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng. Thứ hai là do cơ thể mình bị mệt nhoài, ví dụ mình đi làm cả ngày mệt đừ cả người, tối về ngồi thiền thì chắc chắn là sẽ bị buồn ngủ. Thứ ba là cơ thể mình bị bệnh. Thứ tư là do đầu óc mình suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ quá nhiều thì nó cũng có thể rơi vào tình trạng phóng dật, mà nó cũng có thể rơi vào tình trạng hôn trầm, tại vì não bộ mình nó mệt quá. Tới khi mà ngồi xuống được rồi thì nó chỉ muốn ngủ thôi. Ngồi im im đó là nó ngủ à. Giống như là bạn không cho phép nó ngồi yên đó, chứ nó yên là nó ngủ, tại vì nó cần ngủ quá. Nó thiếu năng lượng quá đó, thì nó ngủ để nó lấy năng lượng lại. Cho nên ngủ được cũng mừng, nhưng mà ngủ nhiều quá thì thành ra ngồi ngủ chứ không phải ngồi thiền. Cho nên là mình phải lâu lâu ngủ một lần thì được, nhưng mà ngủ liên tục thì không được. Mình phải tìm cách thoát ra khỏi nó. Và cái lý do cuối cùng khi mình ngồi thiền mà ngủ gục là khi mình ngồi thiền á, mình thiếu sự tinh tấn dũng mãnh, tức là quyết tâm ngồi thiền. Và hôm nay ngồi là phải định tâm, ví dụ như vậy. Phải có một cái quyết tâm trước, và khi ngồi xuống là bám chặt vào hơi thở. Đức Phật nói giống như con ong đi lấy mật hoa vậy, khi phát hiện ra hoa có mật, nó chìa cái vòi vào, nó hút liền, nó không có nhẫn nhơ bay vòng vòng nữa. Tức là ngồi xuống rồi không còn nghĩ cái này nghĩ cái kia nữa, bắt chốt nó lại liền, bám chặt vào hơi thở liền, tinh tấn lên, tinh tấn liên tục, bám vào,
bám vào thì mới may ra là tỉnh được. Chứ còn nếu mà thả rong cái tâm mình đi lang thang đó, mà cộng với cái chuyện ngồi yên yên dịu rồi gió hiu hiu rồi thì đi luôn thôi. Vậy thì để đối trị với trường hợp mà hôn trầm á, hôn trầm nó không hẳn là ngủ gục không, mà nó còn tình trạng giật giờ hoặc là tình trạng ngồi giống như mà mình lạc vào một cái vùng sương mù lừ đừ, không có biết, không có nhận diện được đối tượng nào hết á, thì trước hết á là mình hít sâu 3 hơi thật là mạnh và thở ra 3 hơi thật là chậm cho cơ thể mình nóng lên để đối trị cơn buồn ngủ. Nếu cách này mà vẫn không có giúp được á, thì mình đành sử dụng tới cách là đi tìm đề mục. Ví dụ như mình đi tìm hiểu xem là cơ thể mình bây giờ sao rồi, đôi vai làm sao, căng thẳng hay thư giãn, gương mặt mình sao, căng thẳng hay thư giãn, cảm thọ mình bây giờ là dễ chịu hay khó chịu, trong tâm mình bây giờ như thế nào, có phiền não nào tham dự, có cảm xúc gì không, để chi, để tâm mình nó bắt đầu nó hoạt động trở lại, nó tỉnh trở lại, tìm hiểu kỹ chi tiết các đề mục. Nếu như cách này cũng không xong nữa thì mình dùng cách khác nó động hơn một chút, đó là mở mắt ra nhìn tới phía trước chừng khoảng 1-2 gang tay. Mình nhìn xuống đất mà đừng có nhìn kỹ. Nếu mà nhìn không kỹ mà cơn buồn ngủ vẫn còn thì buộc phải nhìn kỹ. Nhìn kỹ xem ở dưới con kiến nó bò qua bò lại, rồi nhìn kiến chút xíu, có cái hòn sỏi, có cái vết sẹo nào đó trên cái nền gỗ hay không, nhìn kỹ nó chút xíu, xem cái vân gỗ chút xíu. Tức là tạm thời đổi đối tượng là hơi thở hay là ở trong tâm, chuyển ra các pháp ở bên ngoài, quan sát kỹ vào. Khi mình quan sát kỹ và ghi nhận, tâm mình đã tỉnh ra liền. Nếu cách này cũng không xong, dùng cách khác động hơn nữa, đó là chúng ta dùng hai tay đưa cái đầu tay cái và lỗ tai, và hai tay chúng ta đo lên giữa đầu, thì hai ngón tay giữa sẽ gặp nhau, chỗ này gọi là huyệt bách hội. Chúng ta ấn ngón tay giữa xuống, xoay 1 phút tới 2 phút, nóng lên sẽ tỉnh cơn buồn ngủ. Tức là từ chỗ lỗ tai đo lên đây, và hai bên gặp lại là huyệt bách hội. Như cách này mà cũng không hết cơn buồn ngủ nữa thì làm sao? Lấy một cái chát cho tỉnh ngủ. Bây giờ anh thời đứng lên. Dĩ nhiên nếu mà mình phát triển định tâm á, mình mà cử động là định nó rớt liền. Nhưng mà mình phải giải phóng cơn buồn ngủ thôi, chứ buồn ngủ rồi thì cũng không có làm gì được. Vì vậy mình phải hy sinh cái phần định tâm, chuyển qua phần niệm tâm, chánh niệm. Quan sát khi mình đứng lên, rồi mình đi thiền hành một chút xíu, 1, 2, 3 phút, 5 phút gì đó, cho tỉnh ngủ, rồi lại đi thiền hành, quay trở lại, ngồi thiền tiếp. Thì đó là giải pháp cuối cùng. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Thưa sư, tôi cũng thưa đại chúng, hôm nay con cũng có cơ duyên con đến đây để con nghe sư thuyết giảng về phiền não. Con xin hỏi sư một câu là phiền não nếu như mà mình buông bỏ, phiền não đó ở ngoài xã hội thì mình có thể buông bỏ được, nhưng mà nếu cái phiền não đó của gia đình, ví dụ như là cha mẹ hay là chồng hoặc là con, thì cái phiền não nó cứ đeo đẳng. Con xin hỏi sư là làm sao để buông bỏ được phiền não đó mà để cho không phải bị gọi là vô tâm và thờ ơ. Nếu như gia đình mình mà mình buông bỏ thì tất nhiên là mình bị nói là mình vô tâm. Thật ra câu hỏi của bạn là vậy nè, những đối tượng ngoài xã hội làm cho mình có phiền não thì mình có thể tránh né hay là buông bỏ những đối tượng đó được. Còn những đối tượng gần bên mình, những người thân yêu mình sống trong gia đình của mình mà làm cho mình có phiền não thì làm sao mình buông bỏ đối tượng đó được. Có thể là cái bài pháp thoại của sư nó chưa đủ thấm vào bạn, thì sư sẽ kể thêm một câu chuyện nữa. Một bà cụ tên là Rabia thuộc dòng phái Sufi Mật Tông. Một hôm lúc buổi chiều chạng vạng, bà bước ra ngoài đường và lui hui tìm kiếm cái gì đó. Mà trời đã nhá nhem tối rồi,
Thì nhóm người trong làng tụ tập gần đó mới hỏi nè, bà kiếm cái gì vậy? Trời tối rồi mà, con đường thì lớn, trời thì tối, mà bà tìm kiếm cái gì, sao bà tìm kiếm được? Thì bà Rapija mới trả lời là tôi tìm cái kiếm. Thì nhóm người đó mới nói là bà có nhớ bà đánh rớt nó đâu không? Chúng tôi có thể phụ giúp bà tìm, chứ trời đã tối rồi đó. Thì bà Rapija mới nói thiệt cũng khó trả lời. Đúng ra cái kim tôi nó rớt ở trong lều á. Thì mấy người đó nói không biết là bà có bình thường không, cái kim nó rớt trong lều thì mắc mớ gì bà ra ngoài đường mà tìm. Thì bà Rapija mới nói thì tôi chỉ lý luận là ở trong lều thì tới thui sao thấy đường tìm, chỗ nào có ánh sáng tôi tìm được thì tôi tìm thôi, bất kể nó rớt ở đâu. Thì nhóm người đó mới bất mãn muốn bỏ đi. Bà Rapija mới kêu lại nói là quý vị, thật ra tôi muốn nói quý vị một điều rằng là bình an, cái sự bất an của quý vị không thể nào tìm ở bên ngoài để làm cho nó bình an trở lại được. Tại vì nó có rớt ở bên ngoài đâu mà tìm, nó rớt ở trong lòng quý vị. Cái kim nó rớt ở trong liều, và sự bất an của chúng ta nó rớt ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải là tại đối tượng này hay là đối tượng kia. Cái này chị phải suy gẫm rất là nhiều, rồi từ từ chị mới nghiệm ra được. Hoặc là có khi chị cũng chỉ mới chấp nhận được một phần nhỏ thôi. Tại vì rõ ràng là chị thấy những người đó họ áp đảo chị nhiều quá, họ đòi hỏi chị nhiều quá, họ mong cầu chị nhiều quá. Nếu tâm chị mà không có bất cứ một phiền não nào hết, tâm chị không có một mong cầu nào hết, tâm chị không có một nỗi sợ lo lắng nào hết, họ không bao giờ làm khổ chị được. Cái vấn đề là mình có cho phép họ làm khổ mình hay không. Nhiều khi mình thương họ quá đó, chính là mình cho phép họ làm khổ mình. Thương quá là sao? Tỏ vẻ ra cần họ quá, rồi đặt hết cái đời sống, tâm tư, thời gian, năng lượng mình cho họ mà chị không có thời gian nào cho mình. Họ một mặt được thỏa mãn tất cả những điều họ muốn, còn chị thì sơ sát, không bao giờ chăm sóc đến. Trong khi mỗi ngày trôi qua, đầu óc chị lúc nào cũng nghĩ tới họ. Họ ăn chưa, họ ngủ chưa, họ có khó khăn gì hay không, họ có hạnh phúc không. Mà chị thì lại không nghĩ tới chính chị. Đức Phật nói đây không phải là cách đúng. Người thương của mình không có cần nhiều tới mức như vậy. Chẳng qua là mình luyện cho mình một thói quen quan tâm quá mức người thương của mình, và mình tưởng làm rằng như vậy là mình thương người thương của mình. Chị hãy tưởng tượng tới một hình ảnh khác lý tưởng hơn. Cũng là một người vợ, một người mẹ, khi cần có mặt thì có mặt, khi không cần có mặt thì rút lui về chăm sóc bản thân mình, tự cân bằng bản thân mình, tự làm cho mình có bình an và hạnh phúc. Khi người thương mình khó khăn thì mình có mặt, giúp được thì giúp, không giúp được thì chờ một cơ hội khác, nhờ những trợ lực khác bên ngoài giúp đỡ, không than phiền, không trách móc, không buộc tội. Dạ, nghe khó quá. Cho nên sư mới gọi là mẫu người lý tưởng mà. Thì như vậy đó, với một mẫu người lý tưởng như vậy thì chắc chắn là không bao giờ than rằng là người thương của tôi làm cho tôi khổ được. Vì thì vấn đề của chị đó là chị lo người khác nhiều quá, thương những người xung quanh quá, mà chị chưa thật sự thương mình. Thương mình không có nghĩa là ích kỷ đâu chị. Thương mình là chăm sóc phiền não của mình, chăm sóc nỗi cô đơn lạc lõng của mình, làm cho người mình lúc nào cũng tươi mới, cũng cân bằng, cũng tràn trề năng lượng. Đó cũng là một cách tích cực để mình thương người thương của mình. Tại vì dù cái tần suất của chị xuất hiện trước người thương của chị ít, chị ít quan tâm hơn, chị ít lo lắng hơn, chị ít rượt đuổi theo họ hơn, nhưng mỗi khi chị xuất hiện là một sự mầu nhiệm, là một sự cần thiết cho họ. Huống chi con người vốn có cái tính gọi là khinh lờn, hay gọi là hiệu ứng tràn học, tức là nhiều quá tràn học. Cho nên nếu mà mình chăm bẩm quá mức, mình lo lắng quá mức, có thể làm cho khinh lờn sự có mặt của mình, thì lời nói của mình nó không còn tác dụng nữa, và sự có mặt mình không còn mầu nhiệm nữa. Cho nên chị phải biết khôn ngoan giới hạn sự có mặt của mình một cách cần thiết. Khi nào có mặt thì có mặt, khi nào không có mặt thì không có mặt. Vấn đề cuối cùng là gì? Sư thật lòng mà nói, sư làm ngành tâm lý lâu năm, sư thấy rằng hầu hết phụ nữ Đông Phương hay phụ nữ Việt Nam dành hết cuộc đời mình cho chồng, cho con. Cái đó ở một góc độ nào khác là điều đáng ca tụng.
hơn hẳn phụ nữ ở những phương trời khác. Nhưng ở một góc độ tâm lý hay là góc độ tâm linh đó, đó là sự thiệt thòi. Mà cuối cùng ai có thể đi vào trong tâm hồn mình để có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn mình? Cuối cùng ai là người có thể lấy ra những nỗi khổ niềm đau của mình? Ai làm cho mình bình an? Chỉ có chính mình thôi. Nhưng mà quá muộn, quá trễ. Khi mà chúng ta dành hết nửa cuộc đời, 2/3 cuộc đời cho những người xung quanh, mà ta thì không có thói quen để trở về với chính mình. Cho nên sư thấy chị vẫn còn trẻ, chị còn nhiều cơ hội để sắp xếp lại cuộc sống của mình sao cho nó cân bằng trở lại. Có dành cho người thương, có dành cho mình. Lúc nào mình tỉnh táo, mình an ổn thì hãy xuất hiện. Lúc nào mình yếu thì quay về chăm sóc bản thân mình. Như vậy thì mới có thể đủ năng lượng để bước đi một cách vững chãi trong cuộc đời vốn có rất nhiều trong trên hay là phiền phối như cuộc đời này. Xin chúc chị vượt qua. Hôm nay con gặp được thầy thì con đã tìm được một cái phương pháp để cho bản thân. Mà trước đây con cũng mong là sẽ gặp được một vị thầy hoặc là một bác sĩ giúp, và hôm nay thì con đã quyết tâm lên đây để thì cái điều kiện của con bây giờ thì con không thể đi học ở trung tâm thiền được, thì con đang có con nhỏ, thì con xin hỏi thầy là thầy có thể hướng dẫn cho con để con có thể tĩnh tâm tại nhà, con có thể học thiền tại nhà và để tự điều trị cho căn bệnh. Tại vì thậm chí căn bệnh của con đã lây cho người thương của con, những người xung quanh của con, nên con xin thầy có thể chỉ cho con một chút để con có thể dừng ở nhà. Và con cho con hỏi một câu nữa là khi con thiền, con ngồi ở nhà, con tự vượt qua những cái phiền não thì con ra, có phải là khi con có thể tha thứ cho người, tha thứ cho mình thì con sẽ hết phiền não, con sẽ vượt qua được cái đó? Thì cái sự tha thứ đó có phải là cái phương pháp, là cái con đường đầu tiên để có thể dẫn cho con bước vào cái sự quán tâm và cái phương pháp chánh niệm mà thầy đang giảng không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, bạn cho sự hỏi là làm sao bạn biết bạn bị trầm cảm? Dạ, con đi khám bác sĩ. Con khi mà con gặp một cái vấn đề gì đó thì con suy nghĩ rất là tiêu cực. Lúc đó con chỉ biết là con đang phải chui vào một cái góc tối và con giành giật cái suy nghĩ là mình tự tử, mình chết. Thì muốn chết lắm thầy. Tức là lúc đó mình cảm thấy là như vậy. Nên là những cái lần đó con biết sợ những cái đó, nên là con cố gắng, con tha thứ cho người, tha thứ cho mình. Và cái lớn nhất là con tự tha thứ cho mình. Thì con thấy nhẹ hơn, nhưng mà có những cái cú sốc hoặc những cái vấn đề lớn quá, con không vượt qua được. Thế là con lại rơi vào cái góc tối của con và con ngồi ở đó để con lôi con ra khỏi cái suy nghĩ là tự tử. Sáng hôm sau có thể con lại vui trở lại bình thường hoặc con sẽ bớt buồn đi. Nhưng những cái đêm như vậy là những cái đêm rất là kinh khủng với con. Bạn phát hiện ra tình trạng của mình bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, là con bị rất là lâu rồi. Rất là lâu là cả mấy năm? 4 năm. 4 năm. 5 rồi. Năm rồi thầy ạ. Nhưng mà con năm. Bị nặng nhất là gần đây, khoảng 2 năm gần đây. 2 năm gần đây là nặng. Bạn có sử dụng thuốc không? Dạ thưa thầy, là lúc mà con đi khám bác sĩ là khi đó con sinh được 4 tháng, 3, chưa được 3 tháng thì con không có uống thuốc. Và con nghĩ rằng cái này là do tại tâm, nên là con muốn mình điều trị bằng cái phương pháp gì đó ngoài thuốc ra. Hay quá. Bạn đang còn đi làm không? Dạ con đang đi làm hàng ngày, mỗi ngày. Bạn sống với ai?
Dạ con sống với ba mẹ chồng, với con trai và với con. Suy nghĩ là ví dụ như những người ở bên ngoài họ bị bệnh về cơ thể rất là nặng, như là bị ung thư đó, họ không thể đưa điều kiện cho bác sĩ được. Bác sĩ biểu sao thì họ phải làm vậy, hợp tác với bác sĩ để điều trị. Và tại vì người ta biết ung thư là nguy hiểm và có thể cướp đi mạng sống người ta bất cứ lúc nào. Nhất là bác sĩ tiên án là còn 3 tháng hay là 6 tháng nữa đó. Thì phải hết sức hợp tác với bác sĩ để trị liệu. Thì bạn đừng có đánh giá thấp trầm cảm. Tại vì bạn cũng đã khai ra là đã có những lúc bạn muốn tự tử rồi đó. Mà những người trầm cảm nặng là đều có những cái trạng thái đi ngang qua. Mà nếu bạn vẫn đặt điều kiện rằng là bây giờ bạn bận rộn, bạn có con nhỏ, bạn không thể hợp tác với các bác sĩ tâm lý được, bạn phải ở nhà tự điều trị, thì bạn không thể vượt qua được. Tại vì tình trạng của bạn không thể tự điều trị được. Mặc dù khả năng tự chữa trị là có sẵn trong mỗi người, nhưng mà trước đó người đó phải được hướng dẫn rất là kỹ và được thực tập một cách thuần thục ở trung tâm thiền, ở những nơi trị liệu, trở thành một thói quen, hình thành một thói quen, rồi về nhà mới tập tiếp được. Còn ở nhà một mình bơi không có xong, bơi không được, và mình thực tập sai cũng không ai biết nữa. Với lại khi mình trầm cảm, cái sự tinh tấn nỗ lực mình không có mạnh như người bình thường, chán tập lắm, chán đi theo những cái khuôn luật lệ lắm. Cho nên mình cứ làm theo cái cảm xúc của mình, thích thì mình làm, không thích thì mình không làm. Cho nên buộc mình phải đi đến trung tâm điều trị một thời gian, thì cái gì mình cũng phải gác lại hết để mình ưu tiên cho việc chữa trị. Tại vì cái tâm của mình nếu mà nó bình an hạnh phúc thì phẩm chất đời sống mới có. Còn nếu nó cứ bệnh và nó cứ chìm xuống ngoài thì dĩ nhiên cuộc sống mình nó cũng không có giá trị gì, và mình còn làm khổ những người sống xung quanh mình. Hồi nãy nghe bạn nói là bạn làm lây những người khác, cái từ lây nghe hơi ngộ. Tại vì trầm cảm nó đâu có lây, chỉ có điều cái là cái năng lượng tiêu cực mình nó tưới tẩm vào cái năng lượng tiêu cực của người kia, làm cho cái năng lượng tiêu cực bên kia cũng trỗi dậy, chứ không phải là trầm cảm mà nó lây ha. Tức là mình sống gần một cái người mà mạnh thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Thì tôi đề nghị là bạn nên sắp xếp lại, bạn nên suy nghĩ kỹ lại và nên sắp xếp để nên có cho mình một cái cơ hội để điều trị thật sự. Và tôi rất là sợ bạn hỏi là điều trị ở đâu đó. Và dĩ nhiên là nếu mà bạn thật sự muốn điều trị thì tôi cũng có cách để giúp bạn. Thì một lát nữa bạn hãy lấy cái email của tôi đó, với vị sư chú trợ giả đi theo đó. Rồi nếu mà bạn cần sự giúp đỡ nào, nếu bạn muốn hợp tác thì tôi sẽ giúp bạn. Cảm ơn. Dạ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch tên thầy. Riêng con á, là con đến dự buổi pháp hội hôm nay, đích là con muốn được chiêm ngưỡng và đến lễ thầy. Và sau đó thì con cập kính muốn cảm ơn thầy những bài giảng mà con đã được nghe, mà nhất là con nghe thầy giảng hôm nay á, và những bài giảng mà con đã được nghe. Sao con nghe thầy giảng mà nó giống như là bài giảng thúc trần thúc tục của thầy nhận. Tất cả kinh chỉ là phương tiện, mà bài giảng của thầy lưu xuất từ cảnh diện của nội tâm. Những năm tháng ở trong thất ngoài thất luôn như bóng như hình vậy đó. Và những năm tháng căng trở thăng trầm, thầy thui ngược trong nước ngoài nước, đăng xả quên mình, hy sinh cũng vì hoàn tất nội tâm. Con muốn cảm ơn thầy rất nhiều điều, và con muốn nhiều điều để xin thưa thầy về câu hỏi con thu, nhưng con thấy hết thời gian rồi. Một lần nữa con thành kính cảm ơn thầy bài giảng hôm nay và tất cả bài giảng mà con được nghe. Rất là cảm ơn đại chúng đã có mặt rất là đông ngày hôm nay, thấy rất là ấm phổi. Cho nên là sẽ thúc giục quay lại Sài Gòn hay là ở đây sớm hơn. Xin cảm ơn quý vị.